con phượng cổ da bị đổ thuốc lên này cháy da. Rửa cái lưng này hả chú? Rồi cháy da. Nó đầu không để nó có. Gì nó hút đổ phỏng da hả? Vậy cậu áo đó đi. Không không, để áo gọi giùm cho nó. Cái đó có đèn. Tao kêu mày gọi vô chơi giùm cho nó với lành xẹn quay. Được rồi. Nó làm tiếp. Đổ lên trên cái áo luôn. Đổ rồi. Nó nóng lắm chịu nổi luôn. Rồi, đừng đổ nhiều để. Dạ nước rồi, được rồi chú ơi, cảm ơn chú nhiều. Dạ dạ. Rồi cảm ơn. Mấy con lạc này rồi. Nè nè. Dạ chú để nó đi, hồi mấy anh em bên kia qua rồi, uống liền. Rồi ha. Rồi cảm ơn chú. Rồi. Đi đi. Rồi cảm ơn chú. Đây mấy em đi làm vậy là quá tốt rồi. Trời đủ cái quần này thiệt tình luôn là một cái tẹp. Đâu? Thế. Rồi. Giỡn. Không phải chưa lấy bộ đồ. Đúng, đúng là đồ ngồi thú không được. Bộ này là thu cái đồ mà đợt đầu mình mua. Bộ này là bộ thứ ba đó, chiều giờ đợt đầu là mình mua. Rồi. Còn mặc có một bộ à. Chiều ba bộ rồi. Đấy, tao mới vừa cầm xuống làm cái tẹt đấy cho. Cái đó lừa thiệt, cái đồ giả. We'll be right back.
anh Cường. Cháy nè, thuốc cháy. Thuốc nó cháy phỏng da nữa. Rồi xong. Hoàn thành nhiệm vụ. Coi như là nhiệm vụ qua một ngày nữa đã xong. Bây giờ giờ cuối xé luôn chứ ai chơi mà ấy mình. Lột áo giờ cuối là mình xé. Bộ thứ thứ bảy thứ thứ sáu rồi. Bộ thứ sáu thứ bảy rồi. Ngày nào cũng nướng đồ bảo hộ giống như nướng nướng gỏi. Tên lột kiểu gì con? Dạ. Lột kiểu ngược. Đó, mình tháo đồ bảo hộ mình tháo tháo ngược như vậy. Để ba cái dây phụ tháo ở ngoài á, con cứ dính vô cho mình. Ủa cũng biết nữa hả? Biết chứ, sư phụ đi theo sư phụ kỹ không chứ không biết. Ủa nó không biết nữa. Chết luôn. Trời ơi. Con rách luôn, con kia rửa chạy con ơi. Thái đồ, thái đồ, thái đồ. Đi đây. Cho nó ăn quá trời luôn. Cho nó tròn nữa. Nó cùng mấy té. Này bỏ cái thùng đá nó lạnh lạnh mới được. Đây bỏ thùng đá giùm tôi. Đây chú uống tẩy nè. Bỏ thùng đá giùm tôi. Đây. Cái sữa này nãy anh kia nhìn xuống chị cũng cho nó. Anh vui, em cũng không có mùi luôn. Nói gì anh Tèo? Nói gì anh Tèo? Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Quá trời luôn, trái cây, sữa gì tùm lưa luôn cả nhà ơi. Nè, cho nước cho tẩy luôn nè cả nhà. Thấy không? Quá trời luôn, đi làm mệt mệt nhưng mà được cái vui. Cái bao trời nó thằng ơi, bên xe á. Bên xe á, bên xe á. Bên xe á. Nè, héo cầm héo. Nó ghét bộ đồ này dữ lắm rồi nè. Bây giờ không muốn mặc bộ đồ này nữa. Đây coi chừng ghét áo trong. Vậy vậy á. Đây em coi. Xe xe xe. Đứng đó, đứng trên ổ nói xuống tròn là để dưới đây. Về đứng nhà dọn. Về đứng nhà dọn đi, dọn cái gì chứ bộ? Bỏ máy xuống hả? Để về nhà đi, lấy xuống. Thế là anh em lại kết thúc thêm một ngày đẹp đẽ, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy ý nghĩa. Rất cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi những cái đoạn video. Bây giờ là đằng mặt nó là không có nó dình dình nó kiếm đồ ăn đủ cái mặt nó mà nó là hở ra thì kiếm đồ ăn đủ rửa ta con rửa tay tôi trèo vô chưa ăn vô gì luôn á quay qua cái đầm ngủ em nằm sẽ lên trèo vô chưa ăn gì luôn á sao hả mày mấy ngày ủa giờ mấy cái bên đâu có ăn cái nào đâu sao hả ủa mấy cái bên đâu vậy rồi quay đều mỗi ngày xem một lần á thấy cảm giác hạnh phúc không rồi chỗ chè đứa nào làm đủ rồi không còn nào còn nữa luôn. Yeah.
Đồ dơ cả nhà. Để đem đồ để bỏ. Ôi xin chào bạn diễn giả nha. Bớt quá. Giờ lấy con trang các thầy. Vai. Cậu bộ với bay thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả mọi người, đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh. Chia sẻ những video ý nghĩa nha cả nhà.